chiến sĩ Võ Đại Tôn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho chiến sĩ Võ Đại Tôn. Tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính chào ông Chủ tịch cùng anh chị em trong cộng đồng, ban chấp hành và hội đồng tư vấn giám sát. Kính chào toàn thể quý vị chủ tịch, các hội đoàn, các đoàn thể đấu tranh và anh em cựu quân nhân. Kính thưa các chiến hữu và đặc biệt thưa các bạn trẻ. Tôi vừa ngồi nghe cái bản nhạc Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Và tôi xin phép thưa quý vị là tôi đã chảy nước mắt. Và tôi sẽ thưa quý vị cái tâm trạng của một người mất nước khi nghe cái bản nhạc Mẹ Việt Nam và đã khóc. Nhưng trước hết, trong thời gian 40 năm qua, hơn 43 năm, với cái mốc là 30 tháng 4, 75, tôi xin phép quý vị rộng lòng cho tôi 5-3 phút để thưa rõ cái tâm trạng của một người mất nước, một người tù nhân chính trị, một kẻ lưu vong, vẫn còn miệt mài đấu tranh trong những tháng năm còn lại của cuộc đời của mình. Trước hết tôi xin thưa cùng anh chị em trong ban văn nghệ. Tôi biết rằng không phải là tự nhiên mà thực hiện được một cái chương trình trình diễn suốt 8 tiếng đồng hồ ngày hôm nay, mà đó là tất cả tâm huyết của quý vị, anh chị em văn nghệ sĩ trong các ban nhạc. Và tôi tin tưởng rằng những lời ca tiếng hát của anh chị em là những dòng nước mắt chảy về quê hương, chan hòa cùng nỗi đau thương của cả dân tộc. Và đồng thời, những dòng nước mắt đó cũng sẽ biến thành những viên đạn đúc bằng máu tim để đồng hành cùng những người đấu tranh trong nước đòi là quyền sống của con người cho chế độ cộng sản đã đày đọa cả một dân tộc của chúng ta hơn nửa thế kỷ qua, và đặc biệt tại miền Nam là 43 năm qua. Thưa quý vị, sau ngày miền Nam bị Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm, tôi biết rằng người Cộng sản thì trả thù rất là cay nghiệt đối với anh em quân kháng chiến miền Nam. Cho nên tôi đã cố tìm mọi cách không ra gọi là trình diện cho kẻ thù, mặc dù cùng chung một chủng tộc. Tôi đã vượt biển ra đi và đến Mã Lai. Tôi được Bộ Quốc phòng Mã Lai mời ở lại làm việc. Một buổi chiều tôi ra tại thủ đô Kuala Lumpur, tôi thấy một cái hiệu sách của một người Ấn Độ bên đường. Tôi bước vào và thấy người ta trưng bày bán những lá cờ khắp nơi trên thế giới, gọi là những lá cờ quốc tế. Trong đó có lá cờ của quốc gia Việt Nam, miền Nam của chúng ta. Tôi hỏi mua và người Ấn Độ cho tôi biết là giá 3 ringgit, tức nhiên tiền Mã Lai. Khi tôi trả tiền, ông ta đưa lá cờ vàng ba sọc đỏ cho tôi. Và ông ta lại nói thêm một câu: đất nước này mất rồi, ông không biết hay sao? Tôi im lặng, không trả lời, bước ra ngoài đường phố và cảm thấy mình lạc loài trên xứ lạ quê người. Thưa quý vị, đó là tâm trạng của một người mất nước. Sau một năm làm việc tại Mã Lai, tôi xin định cư chính thức tại Úc Châu. Và một buổi chiều, thưa quý vị, nơi đây
thành phố Cabramatta quý vị đang ngồi với chúng tôi. 43 năm về trước, không có một người Việt Nam nào trên thành phố này. Hiếm lắm chúng ta mới thấy một vài anh em từ các hostel đi ngang qua. Và nhiều khi tôi đi ra ngoài phố, ngay tại thành phố Cabramatta này, tôi thấy có người đầu đen, da vàng, tôi chạy đến mừng rỡ như là gặp một người đồng hương, thì người ta quay mặt đi và nói với tôi bằng tiếng Tàu: thưa quý vị, tôi lại ra ngoài công viên Caravelle này để ngồi, và tôi yên lặng gọi mẹ Việt Nam. Mỗi người trong chúng ta có hai người mẹ. Người mẹ đã sinh ra chúng ta bằng máu xương, và một người mẹ tinh thần là mẹ Việt Nam. Thưa quý vị, khi tôi ngồi ở trên ghế đá tại công viên Caravelle, có một người họa sĩ Úc Châu. Ông ta già và đến nói chuyện với tôi và hỏi tôi: ông là ai? Tôi đã trả lời: tôi là một người mất nước. Ông ta là hỏi tôi rằng: bây giờ tôi muốn vẽ chân dung của ông có được không, để mô tả cái sự mất nước mà ông vừa mới kể cho tôi nghe. Tôi nói: ông khỏi cần vẽ chân dung của tôi. Nếu như ông muốn vẽ một hình ảnh của một người mất nước, ông vẽ cặp mắt buồn của một con người. Trong cái cặp mắt đó có hình ảnh của quê hương, có mái nhà tranh, có lũy tre làng, có người mẹ già đang khóc để chờ con. Đó là một cái bức tranh của một người mất nước. Thưa quý vị, ngày hôm nay 43 năm rồi đã trôi qua. Có nhiều người đã quên đi những sự hận thù, đau khổ, nạn nhân của cá nhân và nỗi trầm luân của cả một dân tộc. Nhưng tôi thưa quý vị rằng có những lúc chúng ta giật mình, thức tỉnh ban đêm, tưởng mình còn quê hương dân tộc. Đó là nỗi buồn của một người mất nước. Bây giờ trở về lại với bản nhạc Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây. Quý vị đã bao nhiêu lần nghe hát tên khắp cả vùng trời hải ngoại này. Ngày hôm nay cũng là một ngày, khi nãy tôi ngồi gục mặt và khóc khi nghe bản nhạc đó. Vì ngày 14 tháng 4 cách đây 2 năm, người phổ nhạc bài thơ của tôi là Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây là cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín đã chết cách đây 2 năm, cũng đúng vào ngày 14 tháng 4. Trong cái nỗi niềm tưởng nhớ một người bạn thân, một nghệ sĩ, tôi xin thưa quý vị một phút: tại sao có bài thơ Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây? Tôi viết bài thơ đó vào năm 1972, tức như là 3 năm trước ngày miền Nam bị mất, trong một chuyến công tác đặc biệt thám sát đường mòn Hồ Chí Minh. Chúng tôi thấy được những đoàn xe mô tô lava và những bộ đội Trường Sơn bước vào miền Nam. Và khi tôi về làm báo cáo lên Bộ Quốc phòng cũng như là cơ quan MacVie, thì có một người Hoa Kỳ làm quân báo bản thân của tôi đã nói riêng với tôi rằng: ông chuẩn bị hòa đàm Paris sắp tới, miền Nam sẽ bị hy sinh. Và đêm hôm đó tôi đã ngồi tôi viết một bài thơ: Mẹ Việt Nam ơi chúng con nguyện đi dựng lại quê hương. Và trong đó có một cái câu: mẹ lòng đau phương Bắc chiếm phương Nam. Tôi viết câu đó từ năm 1972. Và tôi mời anh Nguyễn Ánh Chín đến văn phòng của tôi. Nhờ ánh phổ nhạc, tôi tưởng rằng một hai tuần lễ mới xong. Ngày hôm sau anh ta đã mang đàn đến văn phòng của tôi và ngồi phổ nhạc hát cho tôi cái bản nhạc đó. Lần đầu tiên vừa hát vừa khóc. Và chúng tôi phải đổi lại cái câu:
mẹ lòng đau phương Bắc chiếm phương Nam để trở thành mẹ lòng đau phương Bắc cách phương Nam. Vì lúc bây giờ chưa có mất nước, không thể hát được cái câu là phương Bắc chiếm phương Nam. Thưa quý vị, đó là cội nguồn của một bài thơ. Ngày hôm nay 43 năm rồi chúng ta là hát để thưa với mẹ Việt Nam rằng chúng con vẫn còn đây và xin nguyện để dựng lại quê hương. Thưa quý vị, cách đây một tuần có những anh em trong nước, những nhà đấu tranh dân chủ đã bị bắt cầm tù chỉ vì đòi cái lẽ sống của con người, và tổng cộng là 79 năm tù. Khi tôi đọc những bản án đó, tôi hiểu được tâm trạng của anh chị em, vì tôi cũng đã ở tù hơn 10 năm biệt giam. Mỗi lần tôi bị tra tấn, tôi đã bò trên sàn nhà, chấm máu, viết trên vách tường một chữ mẹ. Tôi xin thưa với mẹ rằng, con sẽ về một ngày nào đó cùng với tất cả quý vị để thưa với mẹ rằng con sẽ quỳ ôm cái mồ của mẹ. Mẹ đã bị chôn sống khi con mới có 10 tuổi trên một đống cát và ven sông Thu Bồn. Và con xin thưa với mẹ Việt Nam rằng cho dù con không còn sống nữa thì con sẽ biến thành cá hồi để bơi qua dòng sông, qua biển cả để quay về thưa với mẹ rằng thưa mẹ, con đã về đây và không bao giờ con quên được mẹ đã sinh ra con, không bao giờ con quên được mẹ Việt Nam của con. Xin kính chào quý vị.